Vâng, xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại kênh của mình. Thì clip hôm nay mình sẽ dẫn các bạn cách chúng ta làm một video karaoke trên máy tính của mình nha các bạn. Thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Có cách thao tác thì các bạn hãy làm theo mình hướng dẫn và chúng ta sẽ làm được một bài nhạc karaoke như ý mình nha các bạn. Thay vì các bạn lên mạng YouTube, các bạn gõ cái video karaoke của người khác thì các bạn tự mình làm, mình hát nghe nó vui hơn nha các bạn. Ok, bây giờ các bạn hãy làm theo mình nghe, rất là đơn giản. Thì các video karaoke đây, mình mở app cho các bạn lên này, mình mới tải một số nè. Thì dạng giống như vậy nha các bạn. Đây mình không có mở tiếng lên nữa các bạn, mình sợ vi phạm bản quyền. Ok, thì cái này mình có tải một số cái video hình nền với cái karaoke nền xanh. Giờ mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Giờ mình sẽ xóa cái nền này đi nè. Ok, mình kéo cái này lên hết. Đây các bạn, mình sẽ chọn màu giống nhé. Đây các bạn, bạn thấy đẹp không? Rất là đẹp ha. Ok. Thì khi mình mở lên thì video nó sẽ chạy như này các bạn. Đây. Thì các bạn muốn hát karaoke cho chính tay mình làm video thì nó vui hơn rất nhiều các bạn. Thì trong cái cuộc vui nào đó mình mở cái kênh của mình lên, mình mở cái bài hát của mình tự làm thì hát nghe rất là vui. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta tải nhạc và ghép thành một cái video karaoke giống như vậy các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ trở về. Thì đầu tiên các bạn vào cho mình cái chỗ trình duyệt cốc cốc đó các bạn, thì chúng ta có thể tải những cái video karaoke mình xanh về. Ok, mình sẽ click vào. Thì trên thanh tìm kiếm các bạn chọn cái cho mình là video karaoke nền xanh nha các bạn. Video lộn, sorry, karaoke nền xanh. Ok, mình sẽ click enter. Đây mình sẽ phóng to cho các bạn xem nhé. Thì đây nó hiển thị rất nhiều video các bạn. Mình sẽ click vào video. Video karaoke nền xanh, sorry mình thiếu chữ N rồi. Ok. Đây các bạn rất là nhiều bài hát. Thì các bạn thích bài hát nào các bạn tải về thôi ha các bạn. Thì mình đã tải về cho các bạn xem hồi nãy một cái bài hát Con đường xưa em đi các bạn. Đây trang này rất nhiều video. Nè đây tình mẹ nhóc chơi các bạn. Nửa đêm ngoài phố nè, tông nam tông nữ có đầy đủ. Khi các bạn thích cái bài hát nào đó thì các bạn tải về nhé. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn trên máy tính. Còn ví dụ như các bạn xài trên điện thoại thì các bạn có thể tải về và chúng ta chỉnh sửa bằng cái app Final Master các bạn hoàn toàn được nhé. Rất là đơn giản thôi. Đây là video cái karaoke mình chỉ lấy chủ yếu mình chỉ lấy chữ thôi. Các bạn lấy cái video nền xanh đây nè. Khi các bạn úp vào cái app Final Master chúng ta sẽ xóa nền nó đi thì nó chỉ còn có âm thanh với chữ các bạn. Còn cái hình các video hình thì các bạn có thể quay ở đâu đó hoặc bạn có thể lấy upload bằng tấm hình của mình cũng được, hoặc các bạn có thể tải về chỗ video miễn phí mà các bạn, nếu mà các bạn dành để karaoke thì chúng ta tải video đâu cũng được, còn sợ các bạn đăng lên kênh YouTube mình thì nó bị bỏ bản quyền, chứ còn các bạn sử dụng mình hát karaoke chơi thì rất là được. Ok, đơn giản mà nó sẽ không sao cả, các bạn có thể lấy bất cứ video của ai các bạn ghép vào cũng được. Ok, giờ mình sẽ trở về nha các bạn. Đây là cái trang mà video karaoke nền xanh mẫu, các bạn có thể chọn bất cứ bài nào nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chọn cái video nền. Tại video nền thì đừng mình vô mình vào cái trình duyệt của Chrome các bạn. Mình vô thường thường mình vô trang Wixabay mình tải về nó miễn phí. Thường thường thì các bạn làm cái video để đăng lên kênh YouTube thì các bạn toàn lấy video ở đây thì nó không bị bản quyền các bạn, đây toàn miễn phí luôn.
Đây rất nhiều video các bạn có thể chọn download miễn phí nha. Đây, nếu các bạn nào có nhu cầu làm YouTube hoặc video để mà đăng lên YouTube thì các bạn có thể vào đây các bạn tải về nhé. Đây nó không mất bản quyền các bạn đâu, nó cho mình xài miễn phí. Với một điều kiện là các bạn phải ví dụ như các bạn lấy cái video này, lấy cái hình ảnh này, nhưng mà âm thanh thì các bạn tự tạo ra nha. Các bạn có thể nói hoặc hoặc bạn đánh đàn cũng được, ăn thua mình cái hình nền của miễn phí thì cái âm thanh là phải của mình. Các bạn đừng có lấy cái này, ví dụ như cái này miễn phí các bạn tải về, các bạn tải chỗ cái video hồi nãy đó, khi mình hướng dẫn các bạn á, thì các bạn ghép vào cái nhạc để các bạn đăng lên sẽ bị bản quyền nha các bạn. Đó là mình không có kiếm tiền được. Còn nếu các bạn đăng karaoke chơi thì hoàn toàn ok. Thì đây có hai trang. Ok, giờ mình sẽ trở về, mình sẽ vào app của mình các bạn. Đây mình sử dụng app Filmora các bạn. Thì video tải app hoặc cài đặt app thì về thì trên kênh của mình có video hướng dẫn các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu sử dụng thì các bạn vào cái video các bạn xem nhé. Ok, mình sẽ mở cho các bạn xem nào. Sẽ trở về. Đây là kênh của mình các bạn. Mình sẽ vào nội dung. Rồi, mình ra chỉnh rồi. Đây các bạn, cái video này nè các bạn. Hướng dẫn tại phần mềm Filmora chính và cài đặt vào máy nè. Các bạn click vào video này các bạn xem và các bạn tải về nhé. Cái đường link trong video này có đường link của cái app này các bạn. Các bạn có thể vào đây các bạn xem hoặc các bạn tải về máy hoặc máy tính. Còn các bạn xài bạn sử dụng cái Dreamcast thì các bạn vào cái video này của mình nha. Đây. Đây video của mình đây. Các bạn tải cái Dreamcast về. Sau đó các bạn upload bằng điện thoại di động hoàn toàn được nha các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ vào cái app của mình. Đây là phần mềm Filmora chính. Đây, bạn thấy video mình ok không? Đây, con đường siêu âm đi nè. Bạn thấy không, nền xanh là 6 mục tiêu rồi, chỉ còn cái chữ và âm thanh rất là chất lượng đó các bạn. Thì mình cái này mình hướng dẫn các bạn mình đăng lên kênh YouTube nên mình không thể mở âm thanh lên được. Không, các bạn thông cảm nhé. Từ khúc đầu nó có mấy dòng chữ các bạn có thể xóa bỏ các bạn. Đây, karaoke mà cái này có đơn giản không có gì. Mình có thể thêm thêm chữ vào đây, chữ title đây, chữ T đây các bạn, click vào. Hoặc các bạn click vào chữ. Đó. Các bạn có thể đặt tên của bạn. Bình thường khi mình hát karaoke cho nó sung hơn các bạn. Thường thường mình hát của người ta không, hôm nay mình hát của mình thì nó khác các bạn. Mình sẽ xóa này. Đây, bạn xóa chữ này bỏ nha. Đây, giờ mình để tên của mình đi. HQ nè. Đây, hoàn toàn đẹp các bạn. Mình sẽ chọn màu cho nó. Thì mình thích màu đỏ, mình để màu đỏ. Đây. Mình thấy này để góc kênh này. Đây. Rồi các bạn sức sức ca thôi, hoặc các bạn có thể thêm chữ nữa cũng được. Bao nhiêu chữ các bạn để vô. Đây rất nhiều mẫu nè. Các bạn thích chữ nào đó các bạn gõ vào. Để tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Mỹ cũng được. Thì bây giờ này các bạn xuất ra thôi. Xuất ra các bạn có thể các bạn đăng lên Facebook hoặc là các bạn lưu lại để khi nào có cuộc vui thì các bạn mở ra các bạn hát karaoke thì rất là vip nha các bạn. Ok, thì đây mình không có lưu các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm vậy thôi, mình không có lưu ra. Còn cái hình cái video này các bạn có thể đây mình sẽ trở về cái thì trong Pixabay các bạn có thể tải một khúc video nó không được dài các bạn ha, ngắn à. Bạn có thể chạy tải nhiều khúc về nhiều đoạn nghe các bạn ghép cho vào cho nó hết video. Đây mình tạo mình tải có một số có hai cái video này mình không làm mất nhiều thời gian của các bạn.
thì mình hướng dẫn các bạn làm thôi. Thì các bạn nào có đam mê về hát karaoke và không có ý định như bật kiếm tiền hoặc đăng lên YouTube, các bạn muốn bật kiếm tiền các bạn sử dụng cách này là không được các bạn. Đây mình chỉ hướng dẫn các bạn làm một cái nhà hát karaoke để mình hát vui thôi, chứ cái này các bạn ăn lên là dính bản quyền liền. Ok à, chữ này bạn thấy không, còn cái từ chữ tên của các bạn nè, cái text nè, các bạn muốn nó xuất hiện hết video các bạn kéo nó dài ra nhé, cái dài hết video luôn thì nó sẽ chạy hoài, chạy hết video thôi đó, bạn kéo nó dài như vậy thì nó sẽ chạy hoài hết video của mình ha. Em kéo tới đây này, các bạn thấy không, mình chỉ kéo tới đây thì qua tay nó sẽ không có xuất hiện tên của mình nha, nếu mình kéo qua tới đây thì nó sẽ có nè các bạn thấy không. Ok thì video của mình cũng tới đây xin kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy video mình có ý nghĩa cho các bạn thì các bạn cho mình xin một like, một share, đăng cái kênh và chia sẻ video, một comment với phần bình luận để góp ý các video tiếp theo của mình nha các bạn. Ok, chúc các bạn vui vẻ. Thì này sắp tới mùa sắp tới Tết rồi, các bạn có thể làm vài cái nhà sân về quê các bạn vui chơi cùng bạn bè, các bạn đăng lên là biết đó các bạn. Ok, chào các bạn.